Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Vui Khỏe Mỗi Tuần phát sóng trực tiếp vào lúc 9:20 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là quá trình tích cực dưới sự kiểm soát của não và là một phần cơ bản của đời sống con người. Rối loạn giấc ngủ có thể là nguyên phát do rối loạn cơ chế điều hòa giấc ngủ hay thứ phát do một bệnh tiềm ẩn khác. Mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó đi vào giấc ngủ hay ngủ quá nhiều là những hình thức hay triệu chứng của rối loạn giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh. Vậy, rối loạn giấc ngủ là bệnh gì? Triệu chứng của rối loạn giấc ngủ hay nguyên nhân của rối loạn giấc ngủ ra sao? Trong chương trình Vui Khỏe Mỗi Tuần kỳ này, chúng tôi có mời đến bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Hoa, khoa khám bệnh cấp cứu, Bệnh viện Thuận Mỹ Y Tô Đồng Nai sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi này. Trước tiên, xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn MC. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn. Hôm nay tôi là bác sĩ Phạm Thị Hoa đến từ Bệnh viện Thuận Mỹ Y Tô Đồng Nai. Rất vui được có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ là giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với con người ạ? Dạ, như các bạn đã biết, các cụ người xưa có câu là ăn được ngủ được là tiên. Thì một giấc ngủ khỏe mạnh sẽ giúp được cơ thể được nghỉ ngơi, sẽ giúp cho con người phục hồi và tái tạo được năng lượng. Vì một người mà ngủ được tốt thì sẽ giúp cho các cơ quan trong cơ thể phục hồi và hoạt động được cân bằng hơn và sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Dạ vâng ạ, vậy thì như thế nào thì được coi là rối loạn giấc ngủ ạ? Rối loạn giấc ngủ nó có rất nhiều các trạng thái, nhưng cơ bản nhất thì đó là những người khó đi vào giấc ngủ, những người mà ngủ không sâu giấc, những người mà ngủ có những cái hoạt động bất thường, ví dụ ngủ ngáy, ví dụ có thể đi lại vào trong giấc ngủ mà mình không kiểm soát được, hoặc là những người ngủ sớm dậy sớm hoặc ngủ muộn dậy muộn cũng tính vào rối loạn giấc ngủ. Dạ vâng, có thể nói là rối loạn giấc ngủ tồn tại dưới rất là nhiều trạng thái. Dạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể những cái loại rối loạn giấc ngủ mà mình thường gặp không ạ? Dạ. Những cái rối loạn giấc ngủ thường gặp, ví dụ như là có khoảng 6 cái rối loạn giấc ngủ thường gặp. Thứ nhất là những bệnh nhân mất ngủ. Bệnh nhân khó đi vào giấc ngủ và ngủ không được đủ giấc, hoặc là ngủ mà có những cơn thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại trở lại bình thường. Hai là những người gọi là rối loạn về cái gọi ngưng thở khi ngủ đấy, thường gặp với những bệnh nhân béo phì, là người ta hay ngủ ngáy, mà chúng ta thường thường gặp những bệnh nhân mà có ngủ ngáy đấy, thì đấy là một cái dạng của rối loạn giấc ngủ. Tiếp theo nữa là có một cái dạng nữa là chứng ngủ rũ, tức là bệnh nhân ngủ được nhưng mà sáng ngủ dậy rất là mệt mỏi. Và một cái rối loạn giấc ngủ nữa có thể gặp nữa là rối loạn về điều hòa nhịp sinh học, tức là bệnh nhân khó đi vào giấc ngủ và ngủ nó không đúng, thì có thể buồn ngủ vào ban ngày hoặc đêm thì không ngủ được. Một cái rối loạn giấc ngủ nữa đó là bệnh nhân nó gọi là hội chứng chân không yên, tức là bệnh nhân ngủ nhưng mà đêm thấy chân buồn bực, chân tay và cứ phải cựa quậy vận động trong đêm thì mới ngủ được, tức là thay đổi tư thế. Cái đấy cũng tính vào rối loạn giấc ngủ. Dạ vâng, như bác sĩ vừa đề cập thì có tới 6 loại rối loạn giấc ngủ. Vậy thì theo bác sĩ, triệu chứng rối loạn giấc ngủ bao gồm những gì ạ? Dạ, triệu chứng của rối loạn giấc ngủ như mình vừa nói ở trên thì nó sẽ gồm những cái triệu chứng của 6 cái loại đấy. Thứ nhất là bệnh nhân khó ngủ, khó đi vào giấc ngủ. Hai, bệnh nhân có những cái cơn ngáy, có những cơn ngưng thở khi ngủ, tức là bệnh nhân ngưng thở có những đoạn ngưng thở ngắn và người ta không biết những cái chuyện diễn ra trong cái khoảng ngủ đó. Bệnh nhân mất tập trung, thường ngủ ban ngày mà bệnh nhân ngủ kém thì ban đêm mà ngủ kém thì ban ngày sẽ bệnh nhân sẽ không được tập trung, tinh thần không thì tỉnh táo, không được thoải mái, sẽ hay gây ra những cái về tai nạn giao thông hơn những bệnh nhân mà ngủ tốt. Rồi rối loạn giấc ngủ thì sẽ có những triệu chứng như là bệnh nhân thức giấc về ban đêm, rồi đêm ngủ thấy buồn chân buồn tay, tê bì chân tay, và có một cái rối loạn giấc ngủ mà chúng ta ít nghĩ đến mà thường phân vào cái khác, đấy là mộng du, tức là bệnh nhân có thể có hoạt động bất thường trong khi ngủ. Thực ra là nó có rất là nhiều triệu chứng nữa. Dạ. Dạ vâng ạ. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến rối loạn giấc ngủ thưa bác sĩ? Rối loạn giấc ngủ thì nó có đa số đang gặp ở những cái người mà mắc những cái bệnh mãn tính chẳng hạn, ví dụ như là những bệnh về tim mạch,
những bệnh về đau xương khớp có thể làm cho bệnh nhân lớn tuổi khó ngủ. Hai là những người gặp stress, tức là căng thẳng, thì người ta cũng dễ bị rối loạn giấc ngủ, rồi mắc những bệnh cấp tính, ví dụ bệnh viêm đường hô hấp trên, bệnh dị ứng thì cũng sẽ làm cái giấc ngủ của người ta không được trọn vẹn. Những cái áp lực công việc hoặc những người mà phải làm ca đêm, cả như nhân viên y tế quận tớ phải trực, những người mà ngày thì được nghỉ nhưng tối phải đi làm thì dễ bị rối loạn giấc ngủ. Dạ, vậy bác sĩ có thể nói cụ thể hơn là những đối tượng nào thì sẽ thường xuyên mắc bệnh rối loạn giấc ngủ hay không ạ? Những đối tượng mà dễ mắc bệnh rối loạn giấc ngủ hơn thì thường phụ nữ sẽ bị nhiều hơn nam giới. Tiếp theo là những người lớn tuổi sẽ bị nhiều hơn. Hai là những người có những bệnh mãn tính thì sẽ rối loạn giấc ngủ nhiều hơn. Ví dụ những bệnh về, nhất là những bệnh liên quan với vấn đề đau nhức, như bệnh đau đầu mãn tính này, những cái đau khớp mãn tính hoặc những bệnh tim mạch thì sẽ bị dễ rối loạn giấc ngủ hơn. Người trẻ cũng có một tỷ lệ bị rối loạn giấc ngủ, ví dụ những bạn dùng chất kích thích hay là dùng sử dụng các phương tiện về máy tính, chúng ta cứ gọi là thiết bị thông minh đấy, thì dễ bị rối loạn giấc ngủ hoặc bị dùng thuốc chất kích thích, thì những người đấy sẽ dễ bị rối loạn giấc ngủ hơn. Dạ vâng ạ, vậy thưa bác sĩ, rối loạn giấc ngủ sẽ được chẩn đoán như thế nào ạ? Khi mà người bệnh bị rối loạn giấc ngủ, đa số mọi người sẽ tự điều chỉnh ở nhà, nhưng khi không được thì sẽ nên đến các đơn vị y tế. Thì các bác sĩ sẽ phải hỏi về cái thói quen sinh hoạt của mình, về cái chế độ ăn, rồi công việc, rồi có yếu tố gia đình nữa. Thì dựa vào trên những cái đấy thì bác sĩ sẽ chẩn đoán xem mình có bị rối loạn giấc ngủ hay không. Nếu như có những trường hợp mà nghiêm trọng hơn thì người ta có thể đo đa ký giấc ngủ hoặc làm điện não. Có một số bệnh có thể cần những cái thăm dò sâu hơn về những cái bệnh chuyên khoa, ví dụ bệnh cơ xương khớp hay bệnh đường hô hấp. Thì đấy là sẽ là vấn đề sâu hơn về những bệnh lý gây rối loạn giấc ngủ. Dạ vâng ạ, vậy thì tại bệnh viện Thuận Mỹ Y Tô Đồng Nai của mình thì đã có những cái phương pháp gì để có thể chẩn đoán căn bệnh rối loạn giấc ngủ này ạ? Ở bệnh viện Thuận Mỹ của mình thì rối loạn giấc ngủ đa số sẽ được các bác sĩ thăm khám về mặt lâm sàng và tư vấn. Có đo điện não, có làm các xét nghiệm, rồi các cận lâm sàng về não, điện não, rồi là MRI, những cái đấy thì những cái xét nghiệm về bệnh lý cơ xương khớp và tim mạch. Vâng, vậy thì làm thế nào để mình có thể nhận biết một người bị rối loạn giấc ngủ hay không? Trước mắt thì tất cả cái đấy nó sẽ phụ thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Đúng rồi, mình sẽ phải hỏi bệnh, rồi thăm khám, rồi bọn tớ cứ hỏi đấy là vấn đề về hỏi về bệnh sử, về các diễn biến của bệnh, thì sẽ có một cái nhận định sơ bộ là bệnh nhân có bị rối loạn giấc ngủ hay không. Rồi tùy cái triệu chứng đấy thì mình cần làm những cái gì sâu hơn thì mình sẽ làm. Ví dụ những bệnh nhân mà ngưng thở khi ngủ thì những bệnh đấy thì thường sẽ làm những cái chẩn đoán sâu hơn về vấn đề hô hấp. Dạ vâng, vậy thì làm sao để mình có thể phân biệt được là một người bị rối loạn giấc ngủ với những người bệnh mà có các vấn đề liên quan đến giấc ngủ khác ạ? Một người rối loạn giấc ngủ ví dụ như là thực ra nó không có một cái cận lâm sàng gì gọi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là người này bị hay không bị. Đa số cái đấy sẽ bằng chẩn đoán bằng lâm sàng, tức là dựa trên các trình hỏi bệnh là chính, hỏi bệnh và thăm khám là chính. Dạ vâng ạ, vậy thì tác hại của rối loạn giấc ngủ là như thế nào thưa bác sĩ? Người bệnh mà rối loạn giấc ngủ lâu ngày thì nó sẽ ban đêm người ta không ngủ được thì ban ngày sẽ dẫn đến mất tập trung và đa số sẽ dẫn đến những cái tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động nhiều hơn, vì khi những người rối loạn giấc ngủ sẽ có những cái cơn ngủ gật vào ban ngày không kiểm soát được. Người bệnh sẽ dễ gây ra những cái cơn ngủ gật mà người ta không thể kiểm soát, người ta đang làm việc người ta cũng có thể bị buồn ngủ, tức là buồn ngủ về ban ngày. Rối loạn giấc ngủ thì lâu ngày khi diễn biến kéo dài thì sẽ làm người bệnh dễ bị trầm cảm, dễ bị tăng cân, dễ bị các bệnh lý tim mạch hơn. Rồi rối loạn giấc ngủ sẽ làm cho giảm cái năng suất lao động đi, người bệnh chắc chắn là sẽ không thể làm việc tốt như những người bình thường được. Nó sẽ giảm cái chất lượng sống của bệnh nhân. Và kể cả những phụ nữ rối loạn giấc ngủ thì sẽ làm cho cái tinh thần, cái sắc thái nó kém hơn và chắc chắn là giảm cái độ xinh đẹp đi. Dạ.
Dạ vâng, có thể thấy là có rất là nhiều tác hại khi mà một người bệnh bị mắc bệnh rối loạn giấc ngủ. Vậy thì cách để mình điều trị căn bệnh rối loạn giấc ngủ này là như thế nào ạ? Dạ. Người bệnh khi rối loạn giấc ngủ thì thông thường là các bạn sẽ tự điều chỉnh. Thì những cái điều chỉnh đơn giản nhất của rối loạn giấc ngủ tôi gọi là vệ sinh giấc ngủ, tức là mình có thể tập thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, có thể tắm nước ấm, ngâm chân và nước nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc là mình có một cách khác có thể là nó sâu hơn, tức là mọi người có thể tập cách thiền trước khi đi ngủ thì sẽ giúp cho giấc ngủ tốt hơn. Ngoài ra thì để cho giấc ngủ nó tốt hơn thì mọi người có thể chuẩn bị một cái phòng ngủ nó yên tĩnh, ánh sáng phù hợp. Khi mà tất cả những cái điều chỉnh đấy mà các bạn không điều chỉnh được giấc ngủ của mình trở về thì tốt nhất vẫn nên đến các cơ sở y tế. Thì các bác sĩ sẽ có những cái tư vấn phù hợp hơn và cần thiết thì sẽ có những cái thuốc để giúp cho chúng ta có duy trì trở lại giấc ngủ bình thường. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn giấc ngủ ở người trẻ hay là rối loạn giấc ngủ ở thanh niên đang ngày càng phổ biến. Nó có thể trở thành một trong những vấn đề nan giải của xã hội hiện đại. Tình trạng này không chỉ ngày càng phổ biến mà mức độ gây hại của nó đến sức khỏe cũng đáng lo ngại. Nếu không can thiệp kịp thời, rối loạn giấc ngủ ở người trẻ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đau đầu, trầm cảm, đột quỵ. Để có thể biết rõ hơn về nội dung này, mời quý khán giả và bác sĩ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Giấc ngủ rất quan trọng đối với mọi độ tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Các yếu tố gây gián đoạn chu kỳ ngủ và thức của cơ thể có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ ở người trẻ, bao gồm áp lực học tập, công việc. Cuộc sống hiện đại kéo theo nhiều áp lực từ quá trình học tập, làm việc, vị trí xã hội, thăng tiến, các mối quan hệ xã hội, v.v. Hậu quả là người trẻ dễ bị căng thẳng, lo âu. Lâu dần, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tác động nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ. Lạm dụng thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại. Sử dụng quá mức các thiết bị công nghệ như điện thoại, laptop, máy tính bảng, TV vào ban ngày và trước khi ngủ là thói quen của nhiều người trẻ. Ánh sáng xanh và sóng từ phát ra từ các thiết bị công nghệ có thể gây hại đến hệ thần kinh, kích thích hệ thần kinh, làm mỏi nhức mắt dẫn đến tình trạng khó ngủ, mất ngủ. Sử dụng các chất kích thích như nước trà, cà phê, thuốc lá, bia rượu thường được giới trẻ sử dụng với mục đích giải trí, gia tăng sự tỉnh táo. Tuy nhiên, các chất kích thích caffeine, chất cồn và nicotine có trong chúng có thể gây phản tác dụng, khiến não bộ kéo dài sự tỉnh táo, làm cơ thể khó hoặc không cảm nhận được cơn buồn ngủ. Từ đó lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn giấc ngủ, mất ngủ và các biểu hiện khác của chứng rối loạn giấc ngủ ở người trẻ. Thói quen ăn uống không hợp lý. Người trẻ thường có thói quen ăn uống kém khoa học, chế độ ăn uống không điều độ, dung nạp nhiều thức ăn khó tiêu, nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc ăn quá no vào ban đêm có thể gây rối loạn giấc ngủ. Để chẩn đoán rối loạn giấc ngủ, người bệnh cần phải trải qua quá trình thăm khám lâm sàng. Sau đó, bác sĩ có thể thu thập các thông tin về tiền sử bệnh, thói quen, các triệu chứng và tình trạng sức khỏe hiện tại. Bác sĩ sẽ tiến hành hỏi một số câu hỏi về lịch sử mắc bệnh của các thành viên khác trong gia đình, lối sinh hoạt, chế độ ăn uống của người bệnh, những loại thuốc mà người bệnh đã và đang sử dụng. Nhờ đó, bác sĩ sẽ có thêm cơ sở để đưa ra chẩn đoán chính xác về nguyên nhân gây bệnh. Tùy vào nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ chữa trị bằng thuốc từ bác sĩ với chế độ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi khoa học và những lưu ý khác giúp cải thiện giấc ngủ tại nhà. Chứng rối loạn giấc ngủ ở người trẻ, nếu không được cải thiện kịp thời, có thể làm suy giảm chất lượng sống, dẫn đến nhiều bệnh lý mãn tính trong tương lai. Ngoài ra, rối loạn giấc ngủ còn gây mệt mỏi, ngủ gật vào ban ngày, khiến người trẻ dễ gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, v.v. Bạn cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giấc ngủ để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ. Dạ vâng, trở lại với trường quay của chúng ta thì thưa quý khán giả và thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là rối loạn giấc ngủ ở người trẻ sẽ gây hại như thế nào ạ? Thưa MC, thưa các bạn, với người trẻ thế hệ hiện tại thì tình trạng giấc ngủ, rối loạn giấc ngủ gặp tương đối nhiều. Các bạn trẻ bây giờ sẽ có cái áp lực công việc nhiều hơn. Sử dụng các chất kích thích cũng phổ biến hơn và đặc biệt là sử dụng các thiết bị điện tử nhiều. Một lý do nữa là cái công việc
cái phổ công việc bây giờ nó sẽ có nhiều bạn sẽ làm về ban đêm nhiều hơn là làm ban ngày, thì tất cả những yếu tố đấy nó dẫn đến người trẻ dễ bị rối loạn giấc ngủ nhiều hơn tỷ lệ như thế hệ trước. Và rối loạn giấc ngủ ở người trẻ thì sẽ làm cho thế hệ trẻ sẽ dễ bị suy nhược, mệt mỏi, dễ bị giảm cái sức đề kháng và dễ bị mắc bệnh hơn. Những bạn ngủ kém thì chắc chắn là có một cái thể trạng sẽ yếu hơn những bạn ngủ tốt, vì cái thói quen sinh hoạt nó sẽ thay đổi. Người trẻ thì khi mà bị rối loạn giấc ngủ thì dễ bị cáu gắt, dễ buồn bã, và thường là cái hiệu suất công việc nó sẽ kém hơn, cái độ thành công nó sẽ không được như các bạn khác. Vì vậy nó sẽ làm cho những cái người trẻ mà bị rối loạn giấc ngủ thì dễ bị trầm cảm, dễ mắc các bệnh tim mạch về sau và dễ bị béo phì hơn. Thế thì cái việc mà rối loạn giấc ngủ ở người trẻ cũng cần được quan tâm rất là lớn, vì các bạn ấy cần phải điều chỉnh. Tất nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái công việc của từng bạn nữa, nhưng mà chúng ta thông thường trước nay chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến rối loạn giấc ngủ của người lớn tuổi nhiều hơn, nhưng mà thế hệ trẻ bây giờ cũng là một cái thế hệ tương lai, và chúng ta cũng cần quan tâm nhiều hơn đến cái lượng rối loạn giấc ngủ, những cái điều chỉnh cho các bạn ấy. Dạ vâng ạ, có thể nói là khi mà mình bị rối loạn giấc ngủ thì chất lượng cuộc sống sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Vậy thì điều trị rối loạn giấc ngủ giữa người trẻ với những người lớn tuổi thì có điểm gì khác không thưa bác sĩ? Về cơ bản, nguyên tắc chung của điều trị rối loạn giấc ngủ thì vẫn phải tuân theo, ví dụ về điều chỉnh, về công việc, về môi trường, tạo một cái không gian ngủ tốt, thì người trẻ sẽ cần phải cân bằng lại giữa công việc và cái chu kỳ sinh hoạt của mình, gọi là cái chu kỳ sinh học đó. Và người trẻ thì cái việc người ta vẫn phải làm việc, và cái việc dùng thuốc sẽ chắc chắn là sẽ được các bác sĩ cân nhắc kỹ hơn, vì cái việc dùng thuốc lâu dài nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái thói quen của các bạn ấy. Việc điều trị rối loạn giấc ngủ của người trẻ thì sẽ phải quan tâm hơn về vấn đề hỏi bệnh sử, về vấn đề yếu tố gia đình nữa, và các thói quen dùng thuốc, đặc biệt là cái thói quen sử dụng các chất kích thích, và đặc biệt sử dụng nhiều các sản phẩm từ có nhiều đường. Ví dụ bây giờ chúng ta rất thích uống trà sữa chẳng hạn, thì trong trà sữa có thể nó cũng sẽ làm gây rối loạn giấc ngủ cho các bạn trẻ. Rồi sử dụng bây giờ các bạn ấy sẽ cơ hội uống rượu bia nhiều hơn, và có thể dùng những cái chất kích thích nguy hiểm hơn, ví dụ như những cái chất cấm. Thì đấy là những lý do mà khi bác sĩ điều trị rối loạn giấc ngủ cho người trẻ sẽ phải quan tâm nhiều hơn. Dạ vâng ạ, vậy thì thưa bác sĩ, phòng ngừa rối loạn nói chung ở người trẻ và những người lớn tuổi thì sẽ như thế nào ạ? Để phòng ngừa rối loạn giấc ngủ của người trẻ và những người lớn tuổi thì chúng ta cần thiết lập một cái chế độ ngủ thức hợp lý. Ví dụ như các bạn, có những bạn phải làm việc vào ban đêm chẳng hạn, thì ban ngày các bạn phải có một cái sắp xếp với thời gian ngủ bù đủ cho phục hồi sức khỏe. Cho nên nếu mà các bạn ấy đôi khi có những bạn đêm thức nhưng ngày vẫn thức thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn thức ngủ về sau, khó lập lại được một cái chu trình thức ngủ phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tư vấn cho người bệnh tránh dùng các chất kích thích, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Thì những chất kích thích đấy nó sẽ làm cho khó đi vào giấc ngủ hơn. Chúng ta có thể tư vấn hoặc là những cái chết của bệnh nhân thì làm sao để giải thoát được những cái chết đấy. Tất nhiên có thể liên quan đến công việc hoặc yếu tố gia đình, nhưng mà nếu như bệnh nhân không vượt qua được những chết đấy thì khó điều chỉnh rối loạn giấc ngủ hay không. Tiếp theo, những người trẻ hay những người lớn tuổi có rối loạn giấc ngủ thì nên có một cái thói quen rèn luyện thể chất, ví dụ tập thể dục. Có những cái môn nó phù hợp hơn, ví dụ đi bộ nhẹ nhàng, tập yoga hoặc tập thiền trước khi ngủ thì nó sẽ giúp cho cái điều chỉnh giấc ngủ tốt hơn. Ngoài ra thì cái việc điều chỉnh rối loạn giấc ngủ nó sẽ có những vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, như lúc nãy mình đã đề cập đến vấn đề dùng chất kích thích hay không, hoặc là một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng, ăn nhiều rau xanh đủ vitamin thì sẽ giúp cho giấc ngủ được tốt hơn. Dạ vâng ạ. Vậy thì cách như thế nào để có thể tập luyện để cho mình có một cái giấc ngủ điều hòa tốt hơn để tránh bị mắc bệnh rối loạn giấc ngủ thưa bác sĩ? Về cái thói quen tạo ra cân bằng giấc ngủ thì vẫn là chúng ta cố gắng một cơ thể bình thường giấc ngủ, nó là một cái chu trình tích cực. Và mỗi một người thì nên có một cái giấc ngủ tốt nhất trong một ngày khoảng từ 6 đến 8 tiếng là phù hợp đó. Ngủ nhiều quá cũng sẽ không tốt cho sức khỏe, vì ngủ nhiều nó sẽ giúp cơ thể uể oải hơn, nhưng nếu ngủ không đủ giấc thì
cơ thể không đủ thời gian để phục hồi, để nghỉ ngơi. Tiếp theo vẫn là những cái thói quen về sinh hoạt, ăn uống, nó sẽ phù hợp hơn. Dạ vâng ạ. Bác sĩ vừa đề cập đến chế độ ăn uống hàng ngày nó sẽ ảnh hưởng, thì bác sĩ có thể đề cập rõ hơn là chế độ ăn uống hàng ngày nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giấc ngủ, và chúng ta sẽ nên ăn uống như thế nào để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình ạ? Về cơ bản, một cái chế độ ăn uống ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không thì vẫn là một cái chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe. Tức là một cái chế độ ăn mà có đủ đạm, đủ protein, đủ các vitamin. Thì trong cái thời đại hiện nay thì cái chế độ ăn của chúng ta thông thường sẽ hơi dư chất béo, đặc biệt là với các bạn trẻ. Đặc biệt các bạn sẽ thích ăn đồ chiên rán nhiều hơn và dùng các chất ngọt, các sản phẩm như là nước ngọt các thứ nhiều hơn, thì những cái sản phẩm đấy nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ đầy bụng hơn và khó đi vào giấc ngủ hơn. Những một chế độ ăn mà giàu vitamin, đủ các vitamin A, E, C, B, D, E, những cái đấy thì nó sẽ được cung cấp nhiều hơn từ các nguồn rau củ quả phù hợp. Thì một chế độ ăn như thế thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể nó khỏe mạnh hơn và cái giấc ngủ cũng sẽ tốt hơn. Chúng ta vẫn như lúc nãy tôi vẫn nói rồi, chúng ta vẫn nên tránh các chất kích thích. Ăn nhiều hydrat quá trước khi ngủ cũng sẽ làm cho cơ thể khó đi vào giấc ngủ hơn. Bác sĩ vừa có đề cập là người trẻ thì bận rộn và làm việc vào ban đêm, vào khuya thì mình sẽ không có thể ngủ được vào lúc khuya. Thì không biết là nếu mà mình ngủ bù vào buổi sáng thì cái việc ngủ đó nó có tốt cho sức khỏe hay không? Về cơ bản thì một cái chu kỳ sinh học phù hợp vẫn là chúng ta thức vào ban ngày, làm việc vào ban ngày, hoạt động các thứ vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Nhưng mà với các bạn mà có công việc hoạt động vào ban đêm rồi thì việc ngủ bù vào ban ngày là cần thiết. Nó không tốt bằng nhưng nó vẫn tốt hơn là chúng ta không ngủ. Và khi các bạn ấy duy trì một cái thói quen lâu dài thì việc ngủ bù đấy nó cũng giúp cho cái việc cơ thể được nghỉ ngơi, được phục hồi sức khỏe. Và nó vẫn tốt hơn là chúng ta không có ngủ, cho nên ngủ ban ngày. Thì ví dụ như chúng tôi là những nhân viên y tế chẳng hạn sẽ phải thức ca đêm. Thức ca đêm thì chắc chắn là sẽ không được ngủ, và ban ngày thì về. Thông thường như thói quen của tôi cũng vậy. Ban ngày về mình sẽ không thể ngủ ngay được, vì có thể thói quen mình không ngủ ngay nhưng mình có thể ngủ vào buổi trưa. Còn nếu mà có thì mệt quá thì chúng ta ngủ luôn. Ngủ được đoạn nào thì mình sẽ phục hồi được sức khỏe lúc đó. Giấc ngủ nó rất là cần thiết. Và nếu mà sau một quá trình làm việc căng thẳng mệt mỏi thì giấc ngủ nó sẽ giúp cho mình phục hồi hơn, cho nên sau khi làm việc mà chúng ta ngủ được là rất là tốt. Dạ vâng ạ, vậy thì có thể nói là giấc ngủ ban ngày cũng khó có thể thay thế được giấc ngủ ban đêm. Đúng bởi rồi. Vì giấc ngủ rất là quan trọng. Vậy thì trong quá trình mà khám bệnh và điều trị thì bác sĩ đã gặp những trường hợp nào bị mất ngủ là những người trẻ chưa ạ? Mình gặp nhiều chứ. Các bạn trẻ bị rối loạn giấc ngủ bây giờ không có hiếm gặp, gặp tương đối nhiều. Thông thường là các bạn bị rối loạn giấc ngủ có những người có yếu tố gia đình, tức là ở trong gia đình mà bố mẹ anh chị em mất ngủ thì một số bạn cũng có dễ bị mất ngủ. Tiếp theo là các bạn trẻ sử dụng máy tính, điện thoại nhiều vào ban đêm cũng dễ bị rối loạn giấc ngủ. Một tỷ lệ nữa mà người trẻ dễ bị rối loạn mà hay gặp đó là bị stress công việc, stress về áp lực, về thăng tiến, về gia đình. Và ở phụ nữ trẻ cũng dễ bị rối loạn giấc ngủ với những phụ nữ sau sinh, những phụ nữ phải chăm con nhỏ, thì tỷ lệ rối loạn giấc ngủ gặp cũng tương đối nhiều. Và những cái lực lượng mà những cái bệnh nhân như vậy thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh để mọi người đạt được một cái trạng thái ngủ quay trở lại cân bằng hơn, thì nó sẽ giúp cho công việc rồi cuộc sống nó thuận lợi hơn và mọi người sẽ duy trì được một sức khỏe tốt hơn. Có thể thấy là từ lúc mà mình stress thì có thể dẫn tới tình trạng là rối loạn giấc ngủ. Và điều này cũng thường gặp ở những người phụ nữ đang có con, đang mang thai và đã có con. Vậy thì không biết là khi mà mình điều trị cho những người phụ nữ đang trong tình trạng mang thai, đang trong tình trạng có con, có điểm gì khó khăn hơn so với những người bệnh thông thường không ạ? Thông thường thì những người phụ nữ mà mang thai hoặc là những người phụ nữ cho con bú thì dùng thuốc sẽ phải cân nhắc rất là nhiều, vì nó sẽ liên quan đến sự phát triển của em bé, có thể ảnh hưởng đến sữa mẹ.
Cho nên thông thường những phụ nữ mang thai hoặc cho con bú thì bác sĩ sẽ dùng các liệu pháp tâm lý nhiều hơn, sẽ dùng các dùng thảo mộc hoặc dùng các biện pháp về mặt liệu pháp và thay đổi thói quen, tư vấn thì mọi người có thay đổi thói quen nhiều hơn, chứ còn việc mà dùng thuốc thì hạn chế tối đa. Dạ vâng. Vậy thì tại Bệnh viện Thẩm mỹ Y Tô Đồng Nai của mình đã có những phương pháp gì để có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị bệnh rối loạn giấc ngủ không ạ? Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Y Tô Đồng Nai thì những cái điều chỉnh về rối loạn giấc ngủ thì cái chính thì vẫn là về tư vấn là chính. Về cơ bản rối loạn giấc ngủ thì bên mình chưa có một cái phòng chuyên sâu gì, nhưng mà việc tư vấn và kê toa hợp lý thì vẫn xảy ra hàng ngày, vẫn diễn ra bình thường và sẽ giúp được bệnh nhân có một cái giấc ngủ tốt hơn. Và thực sự về điều chỉnh rối loạn giấc ngủ sẽ là vấn đề tư vấn cho bệnh nhân, tạo được một cái thói quen tốt, có những cái thói quen trước khi đi ngủ để tạo được giấc ngủ ngon, thì cái đấy nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Đa số bệnh nhân sẽ phải thực hiện ở nhà nhiều hơn, và đấy nó không phải là những cái liệu pháp mà dùng ở bệnh viện được. Còn tất nhiên nếu bệnh nhân có mắc những bệnh cấp tính gì mà phải điều trị thì lúc đó bác sĩ sẽ điều trị kết hợp luôn. Dạ vâng, vậy thì trước khi mà kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả đang xem đài để có thể ngăn ngừa và có những giải pháp cải thiện bệnh rối loạn giấc ngủ không ạ? Lời khuyên tốt nhất cho mọi người đó là duy trì một cái chu trình ngủ thức hợp lý, có một cái thói quen sinh hoạt khoa học, tránh các chất kích thích, tránh rượu bia và cố gắng điều hòa cái công việc phù hợp. Nếu như các bạn có phải di chuyển, thay đổi múi giờ chẳng hạn, thì mình sẽ dùng các biện pháp, ví dụ người ta có thể có những cái túi ngủ buổi trưa, những cái giúp cho việc giấc ngủ vào ban ngày nó tốt hơn, thì nó cũng sẽ giúp cân bằng cuộc sống thôi. Và khi mà mắc cái rối loạn giấc ngủ thì tốt nhất các bạn nên gặp các chuyên gia y tế, thì sẽ nhận được những lời khuyên, những cái liệu pháp phù hợp hơn. Và hai nữa, nếu như khi mà khám thì bác sĩ còn có thể phát hiện ra những cái bệnh nó gây rối loạn giấc ngủ để mình có thể điều trị được, chứ không phải rối loạn giấc ngủ chỉ đơn thuần là việc mình thay đổi thói quen đã có thể giải quyết được. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị khán giả, chương trình Vui Khỏe Mỗi Tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Hoa, khoa khám bệnh cấp cứu, Bệnh viện Thẩm mỹ Y Tô Đồng Nai đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.dntv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.